chẳng qua là ngồi ở một chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Từ khi lúc trước nhìn thấy Nana nào về sau, hắn cũng cảm giác được trí nhớ của mình có một chút muốn thức tỉnh dấu vết. Đã trải qua mấy lần kịch liệt đau đầu về sau, hắn mơ hồ là cũng cảm nhận được một ít gì đó cái à, kia thiên gặp quà vị nữ tử thần bí kia về sau loại cảm giác này liền càng cường liệt mấy phần mặc dù hắn có một chút không rõ vì ca gì cô gái áo đen kia sẽ nói yêu chính mình một vạn năm đây là cách nói khuếch đại vẫn là có hàm nghĩ ở trong đó hắn có một loại cảm giác nếu như có thể thuận lợi đem nana cứu trở về hắn hẳn là có thể dần dần tìm tới cái này phần huyền bí thậm chí là khôi phục trí nhớ Đối với trí nhớ, hắn vốn cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Cuộc sống bây giờ rất tốt, có thể từ khi gặp qua Nana về sau, hắn liền thật sự có chút mong muốn khôi phục lại trí nhớ, nhất là cùng với nàng ở giữa trí nhớ. Lục đại thần cấm cường xà đều rất trầm mặc. đối với bọn hắn loại tù vi này từ nói, một lần tin tưởng tầm vài ngày đó là chuyện lại không quá bình thường. Uông thiên vũ khí xăng có một chút khổng tốt cho lắm, Mặc dù thương thế cơ bản khôi phục, nhưng mà hôm nay đợt với hắn đả kích vẫn là tương đối không nhỏ. Dĩ nhiên thì hắn lúc ấy vừa vặn là đón nhận đối phương một kích toàn lực, có thể từ khi thành tựu thần cấp về sau, cho dù là đối mặt với chân thần cấp cường giả cũng không có chật vật như vậy qua. Cái này khiến cho hắn lòng háo thắng có một chút chịu không được. Nguyên bản chỉ là chuẩn bị vững trang tù luyện, bây giờ lại bắt đầu một lần nữa có cấp tiến tri tâm. Mà hắn cũng đối với Nana thực lực lò mắt mà nhìn, chính mình nhất kinh cũng đỡ không nổi Nana không chỉ là chặn đối thủ, thậm chí là còn cứu tam thập tam thiên sực toàn thể thành viên. Toàn bộ lớp thực nghiệm tinh chiến, cho dù là chân thần cấp cường xả bên trong, cái này cũng hẳn là thượng du đi. Bạch Tô Tu giúp vào làm miền vũ bên người, chủ động nắm tay của hắn. Chuyện lần này, tuy đối với bọn hắn tới nó là đả kích cực lớn, nhưng cũng chính là bởi vì tại cùng chung hoạn nạn tình huống phía dưới, tình cảm ở giữa bọn họ cũng theo đó ấm lên chỉ ít nhất là ngày trước mặt là người khác bạch tu tú, tú đối mặt với lam miền vũ chủ động tới gần sẽ không ngượng ngùng như vậy nàng kỳ thân cũng rất là muốn hỏi một chút lam miền vũ ngày đó nà, nà lão sư nói lời là có ý gì vì cái gì nà nà lão sư nói có thể là mẹ của hắn nàng chỉ là gặp quà lam miền vũ phụ mẫu đó nhưng ở nà nà không có bị cứu viện hồi trở lại trước khi đến nàng làm sao có thể hỏi ra đây có bạch tu tú, tú ở bên người Lam nhiệm Vũ lúc này tâm thái liền là ổn định nhiều, trong đầu cũng bắt đầu là tính toán sau lần này hành động cứu viện phải làm thế nào bày xa Thời gian ngay tại đối lập yên lặng quá trình bên trong vượt qua, 4 ngày rưỡi về sau, xa xa cái kia viên hàng tinh liền đã tại xuất hiện ra ở Lam Huyền Vũ tầm mắt của bọn họ bên trong, làm Lam Huyền Vũ xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu lần nữa thấy được viên này hằng tinh thời điểm, lập tức liền đứng dậy hai quả đấm nắm thật chặt. Bạch tu tú, tú ở bên cạnh hắn, theo bản năng là cầm bên trên cổ mình cái kia có lấy một khối vẩy màu bạc phòng cổ. Đó chính là nà nà cho tín vật của nàng. Trước đó bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực, cuối cùng là từng bước một tranh đến hiện nay cục diễn, cũng vô luận về sau đem phải bỏ ra bao nhiêu. Làm mình vũ đều cảm tâm tình nguyện, đang trên đường tới, trong lòng của hắn tràn đầy trông đợi. Có thể chính là thật đến viên này hằng tình vũ cân, chân chính thấy được ra cái kia trôi nổi tại trong vũ trụ hỏa cầu khổng lồ tha điểm tiêm của hắn đập lại bất trì bất sắc là tăng tốc trong lòng của hắn sao lại không phải vẫn luôn luôn hờ huyễn ra lấy một vấn đề nana lão sư thật sự còn sống hay không cái kia dù xa cũng là hàng tinh, sinh mệnh cấm khu hẳng tinh, liền như là gần hướng tình e sợ, trên trình đến đối mặt với thời điểm, ngược lại là được với hắn xúc động lớn nhất thời điểm, hắn thật sự là vô cùng lo lắng, nếu chỉ là tại hằng tinh lục soát tình huống không được nà nà, nên làm cái gì, hắn tầm bắt đầu càng ngày càng loạn, hắn có một chút không dám tưởng tượng, nếu như tìm không thấy nà nà, chính mình sẽ là một loại như thế nào tâm tính, nhất chính là nà nà cuối cùng nói với hắn, nàng thật sự là mẹ của mình sao Đúng vào lúc này một cái đại thủ rơi trên vai của hắn là miền vũ quay đầu nhìn lại Nhà công tử thân ảnh mạnh mẽ là rắn sỏ lên ở bên cạnh hắn Đừng lo lắng chúng ta nhất định có thể tìm tới nàng Nhất định sẽ nắm nàng mang trở về nhà Nhà công tử ánh mắt là ôn nhu Nhưng ở đáy mắt chỗ xấu Lại có một loại không thể nào tầm thường kiên quyết Vâng làm Minh Vũ lúc này dùng sức nhẹ nhàng gật đầu Nhà công tử giống như là chồng nhé mắt đó cho hắn rót vào trong một chùm thuốc trợ tim Khiến cho hắn cấp tốc đem hết thảy tâm tình tiêu cực hất xa Chiến hạm lơ lửng tại vũ trụ bên trong, bọn hắn đã đạt tới chỉ thị tọa độ địa điểm, hiện tại cần là phải làm sao chờ đợi, chờ đợi vũ trụ hạm đuổi đến. Vũ Mộc Thần Thượng Tướng lúc này cũng đã đi tới làm hình vũ bên người, căn cứ chúng ta kho số liệu bên trong viên này hàng tình tư liệu, nhiệt độ của nó cũng thể tích, tại trong hoàng cự tình bên trong đều thuộc về trung đẳng trình độ, không phải xấu nhất tình huống nhưng cũng không phải tốt nhất tình huống, lực hút rất mạnh. Tất cả số liệu làm hình vũ cũng đều nhìn qua, dựa theo liên bang cho ra ý kiến. Vì thời gian cùng với an toàn cam đoán, tìm kiếm có khả năng tiến hành 3 lần, mỗi lần không cao hơn hành tinh mẹ thời gian 3 giờ. Nếu như 3 lần còn không có tìm kiếm đến, vũ trụ hạm độ liền cần trở về địa phụ điểm xuất phát. Dù sao bất luận cái gì một nhánh vũ trụ hạm độ đều gánh vắng trọng yếu sứ mệnh, đây đã là liên bang cho ra lớn nhất duy trì. Uông Thiên Vũ cũng tới đến cửa sổ mạn tàu một bên, nhìn xem phía ngoài hàng tình trầm giọng nói. Nana lão xưa có thể ngăn cản được thiên long thời gian lâu như vậy, tu vi rất có thể là tại chân thần cấp đỉnh tiêm trình độ. Dùng tu vi của nàng lại có thể trưởng khống hỏa nguyên tố, khả năng rất lớn sẽ không chết. Thiên Vũ trước khi mà nghỉ ngơi thật tốt, bao trì trạng thái tốt nhất đúng tạ ơn các chủ chờ đợi tại trong nhiều khi đều là lớn nhất giày vò nhất là ở trước mắt loại thời điểm này càng là như vậy có thể có một số việc có thể trốn tránh có một số việc lại không cách nào trốn tránh làm thân tránh cũng không thể nào tránh thời điểm lựa chọn như thế nào chỉ có kiên cường làm Minh Vũ lúc này tâm tình liền là tại dạng này mà luyện bên trong biến hóa, không trải qua mưa gió liền vô phường thấy là cầu vòng. Tu vi tô luyện có khả năng thông qua khắc khổ lỗ lực để hoàn thành, mà tâm linh tô luyện lại thường thường là cần kinh nghiệm qua thống khổ nhất tâm linh xây vò. Trong lúc vô hình, thiếu niên đang trưởng thành cứu việc hắn mãi mãi cũng không hy vọng rằng dạng này trưởng thành xuất hiện hai ngày thời gian qua rất chậm cho dù là tại minh tưởng bên trong giống như cũng vẫn nhớ cũ là quả rất chậm mà chưa đến một tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên mới bỗng nhiên là đem mọi người bừng tính là miền vũ cái thứ nhất từ dưới mặt đất bắn người mà lên cảnh báo xuất hiện dĩ nhiên là không phải là có cái gì báo động trên chiến hạm có lục đạo thần cấp cường xá cho dù là ở trong không gian có cái này sáu vị tại đó cũng đủ để bảo đảm rằng chiến hạm an nguy làm Lam miền Vũ bổ nhào vào trước cửa sổ mạng tàu cái kia một cái trước mắt, lập tức thì chấn động toàn thân, một loại khó mà hình dung cảm xúc trong nháy mắt đó ở trong lòng lan tràn. Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần thứ nhất được với liên bang tràn đầy lòng cảm kích, tràn đầy một loại khó mà hình dung mãnh liệt ấm áp, đồng thời còn có rung động. Mặc dù hắn rất nhiều lần thông qua màn hình thấy qua vũ trụ hàm đội, có thể là khi hắn chân chính ở trong không gian thấy vũ trụ hàm đội thời điểm, loại kia rung động sao hoàn toàn không phải ở trong màn hình cảnh trượng chỗ có thể sánh được Cửa sổ mạn tàu bên ngoài, hắn đầu tiên thấy lên chính là một chiếc hình thẻ to lớn, giống như là một tòa thành thị kinh khủng tồn tại dài đều vạn mét có hơn to lớn chiến hạm toàn thể tính vào một loại đặc thù hình dạng chiến hạm là bất quỷ tăng sáng vẻ toàn thân là hình chữ nhật phía dưới tương đối tròn trịa phía trên có một cái to lớn viên cầu đường kính có tới năm trăm mét trở lên phía trên có thể thấy đủ loại hào quang đang lóe lên cho dù là tại rộng lớn vũ trụ bên trong nó cũng giống như là một đầu vũ trụ cự thú trôi nổi tại giữa không trung Tàu mẹ cái này là vũ trụ mẫu hàm, đó là liên bang đỉnh cao nhất chiến lược mỗi một chiếc tàu mẹ đều là càng thiêu hào gần như là một khoả tương nguyên tính toàn bộ tài nguyên mới có thể kiếm tạo mà thành một chiếc tàu mẹ phía trên có vượt qua là 10 vạn binh sĩ ở trong đó công tác cái này bản thân lên chính là một tòa thành phố khổng lồ đây là nhân loại trung cực vũ khí nhân phần khủng bố nhất nó chủ pháo có thể là nhẹ nhóm xé nát sang một quả hành tinh nó vòng phòng hộ như trước là siêu thần cấm cường giả cũng không cách nào không phá trong đó ngưng tụ nhân loại chỗ có trí tuệ kết tinh chính là có khủng bố như vậy tồn tại đấu là liên bang mới có thể không ngừng đối với ngoại chinh phục khoai trường thế lực thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn làm cho nhân loại di chuyển tốt hơn là phồn diễn sinh sống ở cái này chiến to lớn tàu mẹ bốn phía là bốn chiếc đối lập thân hình thon dài, nhưng mà chiều dài cũng vượt qua 4.500m to lớn chiến hạm. Bốn tàu chiến hạm bên trên rất là rõ rệt đặc điểm đến là cái kia vô số giữ tận họng pháo như là cự long không có chỗ nào che dấu trận lộ ra lấy chính mình mảnh vuốt. Loại chiến hạm này là mình vũ trước kia cũng chưa từng thấy tận mắt. Long Vương cấp tàu bảo vệ, một nhánh vũ trụ ở trong hạm đối, làm thủ hộ tàu mẹ mà tồn tại đệ nhị đẳng cấp chiến hạm. Bốn chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ có khả năng liên hợp tàu mẹ tác chiến, năm vị một thế, thể hiện ra đường nhất lực lượng chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ cần còn có một chiếc tàu bảo vệ tại đó, tàu mẹ liền là sẽ không bị trực tiếp công kích. Có điều cái gì là mong muốn tiếp cận sao tàu mẹ tồn tại, đều sẽ bị chúng nó xé nát bốn chiếc long vườn cấp tàu bảo vệ bên ngoài là dòng xã 12 chiếc chiều dài là tại 2.000m đến 4.000m ở giữa chiến thần cấp tàu chiến đấu. Đây cũng là vũ trụ hạm đội chiến hạm chủ lực. Bình thường tôi nói, một nhánh cỡ lớn là hạm đội, chỉ cần có một chiếc là chiến thần cấp tàu chiến đấu làm hạch tâm, lại phối hợp với liều tình cấp công kích hạm, vẫn là tình cấp trình sát hạm cùng với tiếp nhận ra nguyên liệu, chiến hạm vận tải các loại chiến hạm là có thể thành hình mà giờ này khắc này hơn 12 chiếc tàu chiến đấu chứ có thể là ở ngoại vì là bảo vệ tàu mẹ, ngoại trừ cái này 17 chiếc chiến hạm khổng lồ bên ngoài